phải nói là chiếc này các bác mà tặng con gái rượu thì thôi, tặng gái rượu hoặc là người yêu nó thì phê luôn các bác. Này em nói nào cho bác nhìn này, không có một vết nào luôn, đẹp mỹ mãn luôn nhé, cực kỳ. Và đặc biệt bác có nhìn thương hiệu này, con này được đính một viên đá bác nha, một viên đá đính ở điểm 12 giờ đấy nhé. Bác nhìn nè, và cái thương hiệu bác nhìn, cái thương hiệu nằm ở giữa chưa, cái logo chưa đấy, không đùa được những thương hiệu này bác nhé. Các bác mà muốn biết thương hiệu nó giá trị hay không thì bác cứ hỏi con cháu các bác luôn, và đấy, những giới trẻ tuổi sẽ biết thương hiệu này là gì nhé. Nó quá đẳng cấp luôn. Con này 950k, 950k bác nhìn này, đây dập luôn cả trên logo, trên khóa luôn nhé, dập hết luôn cả trên trên này nữa. Đây các bác nhìn chưa, nhìn cái điểm ấy chưa, ok chưa, đây để mà Tuấn quay với cái đáy cho các bác nhìn xem nó là thương hiệu nổi tiếng không nhé. Nó là quá đẳng cấp luôn ạ. Riêng con này thì giới trẻ, tóm lại là ai thích phong cách trẻ trung nhé. Rước tay này, cái tay này, cái khoảng cách tay này bác chú ý em nhé, tay vòng tay này chỉ được đây này, cái khoảng cách vòng tay này chỉ được tầm 15 16 bác nhé. Này 15 16 tay nữ, 15 14 15 16 đeo được thôi chứ, còn to quá 17 18 không đeo được nhé. Tay nữ có nghĩa đo cái đường kính tay này đấy. Thương hiệu này thì báo cáo các bác là cứ tìm hiểu thoải mái đi em Tuấn. Đây em quay thật gần cho bác nhìn này, tất cả điểm giữa được đính đá đấy, đính đá luôn, bác nhìn thấy chưa, đấy bác nhìn thấy nó chưa, thương hiệu gì chưa. Thương hiệu này ở nước ngoài báo cáo các bác là nó quá nổi tiếng rồi. Ok chào bác, 950 cành.